Giang Sang vẫn đang an toàn khẩu Uzi, nhưng mà hết phút E rồi. Anh ta vẫn đang đứng ở ngoài khu vực nhà, bắt đầu xây mất chiều rồi. Và chiều ngay lập tức bị knock của Tiếu này. Tiếu bắn tốt đến từ Sang Sang và anh ta tiếp tục chuyển lại thì khẩu Uzi. Nhưng nếu như muốn đẩy vào trong khu vực nhà thì nên cẩn thận, bởi Crazy Dog đã có rất nhiều thành viên đầy, bắt đầu sử dụng cho mình Lone Warrior đầu tiên. Phía bên này là Trọng với khẩu AKM, và anh ta có vẻ như đang muốn chạy xuống. Chiều đã được confirm ở trí của bên phía của Talenti. Tuy nhiên thì bây giờ Talent tiếp tục gọi mặt đám trả. Faro cũng nằm xuống với Faro, vừa rồi là người kê cho chiều mà lại bị bắn knock out và khó cho bên phía Crazy Dog rồi. Từ một tình huống 4v2 mà lại đưa ngược trở về 2v4 và lợi thế hơn người cho bên phía của Talent. Crazy Dog họ mất dần các thành viên rồi, và Trọng Faro lối đi nào, Trọng đây có vẻ như sẽ đi thêm bộ đôi này mà thôi. Và Crazy Dog họ chỉ lại đúng một người chơi duy nhất đang ở khá xa trong các thành viên còn lại, đó chính là vị trí của Rồng. Chưa tìm thấy, có vẻ ít phút nữa rồi đã tìm thấy rồi. Rồng là người phải nằm chỗ. Họ đang muốn giữ lại ở những vị trí đẹp của mình thôi, trừ những team đang ở viền bo như kiểu là các thành viên team Runner Master. Vẫn đây rồi, bắt đầu những pha nổ súng ở đây. Ba lần mất đi Sang Sang, tiếp tục thì sao đây, vẫn chưa có thể những tiêu đổi mạng tốt. Và đây giờ thì Bad Boy mất cả cú vẹt rồi, rất nhiều người chơi nằm xuống. Ta lần họ gặp khó khi mà tiếng ngoài Runner Master cũng sang cả Matrix nữa. Xong rồi, Bad Boy đang vòng quanh Sukla với nhau. Nhưng Quốc lao được gì không được, Quốc đang nằm giữa đỉnh của Matrix luôn. Rất thần kỳ, Quốc vẫn chưa chịu nằm xuống. Và bây giờ thì Ghe đang phải cố gắng xây những quả smoke này, nhưng không thể nào dây chúng được. Quốc rất khó chịu, và bây giờ thì Quốc cũng chịu nằm xuống rồi. Bad Boy dừng chân lại vị trí top 6. Nhưng tuy nhiên thì đó cũng là một pha thi đấu rất xuất sắc. Rồi Quốc cũng đã kéo thêm được một người chơi nữa của Matrix nằm xuống cùng với mình. Hôm nay thì có vẻ như họ vẫn đang có được một màn khởi động khá là ổn sau top 1 vừa rồi. Vinastar có vẻ như có tình huống đụng mặt với Win Tribal, nét được ném ra đến vị trí của sâu gióm. Tuy nhiên thì cái độ chính xác của nó chưa thực sự cao lắm thì phải. Mark hai Ray quả nét vừa vào. Hai quả nét. Bây giờ thì thôi xong rồi. Một tình huống dồn nét quá tốt và sâu gióm là người double knock out đây, và tạm biệt Abo cũng như là Mark Ray mà thôi. Không cách nào cứu lại ở hai thanh niên này. Đã phải nằm xuống. Zone của Infinity IQ cũng bị confirm bởi quân 1v4. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có 11 team và 36 player mà thôi. Playzone thì đang giật khỏi khu vực của Matrix và rất khó cho đội tuyển của họ khi Marco đang ở quá xa. Rabbit vừa bị confirm. Phía bên này là tình huống mà Infinity IQ cũng như là IG Esports vẫn đang cố gắng giữ chân nhau. Và giờ thì sẽ là một pha 2v4 đây, hơi khó, chính xác hơn là 3v4. Hơi khó cho VAQ khi mà đang có một đợt ở ngoài Blue Zone bắn vào, và chúng ta chờ xem nào Fairy sẽ xử lý như sao đây. Như vậy thì Nana người ở ngoài Blue Zone lại knock out đi được quan 1v4 rồi. Tình huống đã trở nên dễ thở rất nhiều khi Kingman của bên IG Sport cũng đang yếu máu. Bây giờ thì Jack không hề biết đối phương đã di chuyển tới vùng farm, còn đang quay lưng về phía địch. Và tình huống đưa trở về đó là 2v3 rồi. Cố gắng nhưng Suna đã nằm xuống và đó sẽ là từ confirm ngay lập tức. Chỉ còn lại một mình Kingman bên phía của IG Sport mà thôi. Nhưng mà VAQ họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đây khi mà Nana cũng đã bị knock out ngoài bo rồi. Và Zinni đã phải nằm lại khu vực bò. Đây là vị trí Kingman, anh ta đã bị bắn yếu. Và đó là một tình huống bắn tốt đến từ Zico. IG Esports dừng lại ở top 10 và chúng ta chỉ còn 9 team mà thôi. Bây giờ thì Hải Phòng Legion đang muốn cầm chân các thành viên của Magic lại đây. Footstep đang có giá khá nhiều, cao là cái tên đầu tiên bị hạ gục trước khi đổi mạng Kaido. Bây giờ là một câu trả lời rồi. Tuy nhiên thì những cái lượng info kill nó hiện lên đang hơi chậm một xíu. Game rồi đổi một. Hải Phòng Legion đang muốn đẩy lên nhưng họ chỉ còn lại duy nhất chỉ một hướng mà thôi. Và Jre đầy rồi, double kill dành cho Jre. Và các thành viên của Magic có lẽ là họ cũng sẽ cứu được nhau thôi. Một tình huống thủ nhà tốt đến từ đội hình của bên phía team Hải Phòng Legion. Và bây giờ phát hiện ra vị trí Orgot nhưng đứng lộ vị trí đến từ Kaido, và anh ta mất thêm thời gian hồi máu cho tình huống này. Xấy đổ xe và bye bye Quattro chẳng. Nhưng không, đó tình huống xấy đổ xe chưa nổ đến vị trí liều. Đúng như cái tên của mình thì anh ta đang rất liều, chọn cho mình phương án mở cánh, và đó là tiêu 4v2 đang rất liều. Anh ta đổi được một, anh ta suýt nữa thì đổi được hai, nhưng bây giờ sẽ là cơ hội thứ hai dành cho vị trí liều. Tiếp tục bắn ui thôi, cần phải đến cơ hội thứ ba, cũng có thể là cơ hội thứ 4 và cũng có thể là cơ hội thứ 5 luôn. Nhưng chờ xem thôi, hỏng rồi, đúng là cơ hội thứ 4 rồi. Ngay lập tức là cơ hội thứ 4, anh ta tiếp đổi được mạng thành công. Và bây giờ bộ đội hình của bên phía Hải Phòng Legion có liên được hoàn toàn bên phía Vinastar, và đó là tình huống 2v4 thành công. Bị mây, anh ta vừa bị knock ở chùa Nana. Lucky đổi mạng lại của Nana rồi. Fairy vừa hạ gục được Lucky, hơi khó cho bóc. Luis đã bị confirm chưa? Chưa, anh ta mới bị hạ gục mà thôi. Nhưng Lucky đã bị confirm rồi. Phía khác thì Faro vừa knock vị trí của Moon, và ngay lập tức bên phía Gunner Master lại mất người. Luis cũng đã nằm khi mà Jun có tiểu ném nét chuẩn. Silence cũng nằm dưới mạng ấy từ vị trí của Ricky. Và ngay lập tức đó double knock out vị trí Iga, và đó triple knock out. Một chút nữa thôi Iga có thể làm 4 được tình huống vừa rồi. Một tiếng bắn Uzi mà anh ta quẩy một băng gây đam ra cho 3 player, trong đó 2 player bị knock out. Và bây giờ để bóc game mình clear hoàn toàn bởi IGE cũng như là Infinity IQ.
cao đã độc A vị trí của Crazy Dog trọng. Còn ở đây thì chưa Loki cũng như Luis đã chủ động ám sát vào khu vực nhà của Talenti. Nhưng cái vị trí xa xa của Luka sẽ chắc chắn không để cho bên phía Box Gaming ở yên khu vực này đâu. Tiếp tục là nhân nết đã bắt đầu nhồi ra đến từ các thành viên bên phía Talenti. Hơi khó dành cho Box Gaming ở thời điểm hiện tại, họ chỉ còn hai thành viên là Luis và Loki mà thôi. Có vẻ như bắt đầu hồi máu rồi. Loki khả năng cao là đi rồi. Ui rồi bắn liên tục cũng không trượt phát nào, một chấm máu đến từ Loki. Taka thì bắt đầu ở khu vực mã trên và Loki đã bị nốc ở vị trí của pin của Xavier. Thôi, con đường nào cho Loki đây? Anh ta có lẽ sẽ đi trước người anh của mình thôi. Anh nghĩ là có khả năng sẽ là cứu được bởi vì đã có hai quả smoke được ném ra rất là sớm đến từ. Wow! Nhưng vị trí của ai đây? Đó là Pino.